Thank you very much, Pope. Even though that wasn't the real Sarah Brightman, but just hearing her voice, wasn't that amazing? Well, our next performer is no stranger to the Vietnamese community. Tonight, she's gonna be performing along with her mom. Do you guys know who I'm talking about? Yeah. You have a guess? Yeah. Why are you smiling? I would like to introduce to you the next singer. And performing along with her is her mom, Y Lam and Thai Tan.
Thì không phải một điều rất dễ dàng. Chẳng những là chỉ có phong cách điệu bộ mà còn phải có thần thái và ánh mắt nữa. Mà quý vị có phải công nhận với Ngọc Hân là tối đêm nay Thái Thanh và Ý Lan của chúng ta quá tuyệt vời không quý vị? Đặc biệt là đây thì trước tiên thì không mình kính lão Đắc Thọ, con phỏng vấn cô trước đó. Sợ quá thôi cô. Thưa quý vị, Ngọc Hân đứng ở trong, Ngọc Hân thấy từng ánh mắt của quý vị dõi theo từng cử chỉ, từng động tác, từng cái đưa tay, từng cái liếc mắt và từng cái nụ cười của Cao Minh Hiệp cũng như là Cẩm Hương. Thì có một cái đặc điểm mà Ngọc Hân rất là mê khi mà Cẩm Hương nhập vai vào vai của cô Thái Thanh. Trước đây thì Ngọc Hân đã từng được xem Cẩm Hương trình diễn cái vai này trong buổi trình diễn vũ đoàn Bốn Lượn. Cô lượn hay quá đấy ạ. Thưa quý vị, thì quý vị biết là một cái màn Ngọc Hân rất là mê, đó là mỗi lần mà anh Cẩm Hương anh ấy múa cái điểm như thế này và anh quay theo cái cô Thái Thanh á, làm lại một lần cho em coi nó được không? Hai ba đó đó. Thưa quý vị, nhìn như vậy chứ không phải là dễ đâu ạ. Thưa quý vị, để nhập vào cái vai này thì anh đã tập bao lâu rồi ạ? Dạ cô đã tập bao lâu rồi ạ? Dạ em cảm ơn khán giả ạ. Khán giả khó lắm cơ đấy. Thường thường mỗi bài thường tập là cũng phải 2-3 tháng. Mình phải học nhạc, mình phải coi, mình học theo cái tiếng của cái người phát âm, rồi mình tập theo cái động tác, rồi mình phải thuộc thì thuộc thôi, để mình để hồn vào khi mình diễn thì nó mới nhạc. Bây giờ cô cảm ơn cô diễn lại cho con cái tay của cô múa ra vậy được không ạ? Lúc cô tay múa ra trước khi mà quay đó. Dạ cái tay hồi nãy đó. Đó. Quý vị thấy không? Đó, quý vị thấy chưa? Quá tuyệt vời quý vị. Tập 2-3 tháng thôi nhưng mà diet 6 tháng. Dạ, con xin những hôm nay là phải nhịn ăn. Dạ, hôm nay phải nhịn ăn nữa. Thì nó tối nay có ai muốn dẫn Thái Thanh đi ăn thì Thái Thanh ăn. Rồi con, anh Kelvin Hiệp. Dạ. Anh Kelvin Hiệp thì ở dưới hậu trường thì Ngọc Hân có nghe các khách mời của chúng ta nói là em chưa bao giờ trong cuộc đời của em mà em thấy anh ấy cười như vậy. Cái nụ cười ý là không phải cười này là cười Cao Minh Hiệp rồi. Cười Ý Lan lại coi nè, hai ba đó. Này là Ý Lan đây này. Thế bây giờ lại về Cao Minh Hiệp rồi. Ý Lan lại đi. Quý vị biết mà anh Cao Minh Hiệp, thưa quý vị, Ý Lan của chúng ta có một cái màn mà tựa vào vai của cô Thái Thanh đấy ạ. Thì Cộng Hưng cũng phải công nhận là người ta nói là thân liễu bồ giữa bóng tùng quân đúng không ạ? Cái này là thân liễu dựa vào thân bồ thưa quý vị. Nhưng mà cái điệu bộ cái nói là đúng chính xác đến từng mm và không sai được một chút nào cả. Chị Ý Lan là tập dựa cái phần trình diễn này là bao lâu ạ? Dạ Ý Lan xin trân trọng kính chào quý vị.
Bây giờ muốn nói tiếng Cao Vinh Hiệp hay là nói? Thật ra thì Cao Vinh Hiệp cùng với lại nhóm tổ chức cái chương trình này phải nói là rất là công phu, và phải nói là cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây chung vui với lại nhóm thực hiện chương trình. Và phải nói là rất là cảm động khi mà quý vị đến đây đầy đủ, và Cao Vinh Hiệp rất là vui. Và mong rằng mai mốt mà Cao Vinh Hiệp có tổ chức thì mong rằng quý vị ủng hộ cho để chúng em làm từ thiện. Hôm nay Hiệp rất là vui được tất cả các bạn bè, tất cả các anh em, cũng như là hôm nay có mặt của cô Thúy của Trung tâm Thúy Nga. Hiệp rất là hạnh phúc và đứng đây diễn mà còn màn nữa thì mới hết lượng Cao Vinh Hiệp mới ra, mà còn nghe là còn trò nữa. Thì mong rằng quý vị ủng hộ cho. Còn cái vai trò Ý Lan hồi nãy giờ thì Cao Vinh Hiệp đã làm việc với chị Ý Lan gần 20 năm rồi. Thì Cao Vinh Hiệp rất là ái mộ chị Ý Lan, và từng cái nét của chị Ý Lan là Cao Vinh Hiệp ăn cắp hết. Nhưng mà chưa có dịp để diễn thì hôm nay Hiệp ra vậy không biết là có giống không vậy? Cái điều Ý Lan hơi mập một chút xíu phải không? Kính thưa quý vị, Ngọc Hân phải công nhận một điều là anh Cao Vinh Hiệp đã diễn ra được cái e thẹn của nữ danh ca, của ca sĩ Ý Lan trong bài hát này. Còn Cẩm Hương thì đã diễn ra được cái nét yêu chiều của một người mẹ dành cho người con gái của mình, của nữ danh ca Thái Thanh trong liên khúc này. Một Thái Thanh và một Ý Lan quá tuyệt vời phải không thưa quý vị? Cẩm Hương và Cao Vinh Hiệp. Anh Cao Vinh Hiệp nói tội lắm quý vị, phải đai ép trong cái mặc áo dài, nhìn khúc nào ra khúc đó.